Thí sinh tiếp theo, Quỳnh Phượng Nhi. Wow. Trời ơi là trời. Em xin được chào hai anh. Dạ em chào anh Luật. Chào tất cả mọi người. Đi đâu vậy trời? Nền nã nè. Đó tôi thích nền nã vậy được nè. Hết diễn hài giờ chuyển qua hết đấu trường thứ 5 giờ chuyển qua thách thức diễn hài luôn rồi. Ủa ai vậy anh? Anh Luật hả anh Luật? Ờ đúng rồi, anh đấu trường thứ 5 anh chuyển qua thách thức diễn hài. Diễn xuất nữa. Ồ vảnh mặt lần nữa. Cháo dài đẹp nè, cưng nền nã. Hai đứa là bạn thân hả? Dạ, cũng xém thân anh. Xém thân thôi. Lát nữa trong phần thi của mình có ca cải lương dòng cổ không? À, dạ, nếu mà đậu 2-3 dòng thì mới hát dòng cổ được. À, dòng thứ 3 mới có hả? Dạ. Đặc sản chừa dòng cuối nha. Nhưng mà muốn nghe thì phải đợi cho vô dòng 3 phải không? Dạ. Ok. Ghê ha, biết cách dụ ban giám khảo chứ. Những bạn khác là những bạn gọi là vì đam mê một cách ngẫu nhiên và không có nghề nghiệp. Còn mình là có nghề nghiệp nha. Mình có học nha. Thôi đừng làm áp lực em nó tội nghiệp đó. Không, khán giả tao biết mặt rồi. Dạ nhưng mà em phụ dễ không có thi, bé không có thi. Thì đó, phụ sao cho người ta đậu đó. Phụ sao phụ, đừng để tao rớt tội người ta nha. Dạ. Được chưa? Chơi được chưa cưng? Trời ơi. Anh hỏi được chưa, đang bấm nút thi, mày làm đứng mày cười. Dạ con à. Dạ, dạ. Đó, vô thì vui rồi đó. Dạ. Dạ thi. Con phụ diễn hơn má, con thi chính. Dạ. Rồi chơi nè. Rồi 60 giây bắt đầu. Thi đi. Thi đi. Ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nối dưới đôi bờ sông Hậu Giang. Sóc Sóc Trăng đón chào lời rau cô nàng băng bánh ngon mua giùm em bánh bia dũng thơm bánh bia ơi bánh bia ơi béo béo lại ơi cái gì 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 cái ăn bận chỗ đẹp rồi chà lết. Tôi thấy tội áo dài dễ sợ. Trời đất ơi, ta nói không cản mà chắc bà múa lần luôn đó. Dễ thương. Dạ băng bánh bía ở chợ, bánh xe nên chợ. Hai đứa dễ thương lắm. Mà hồi nãy anh góp ý này, dụ người ta là phải cho tới hiểu không? Khi em hát em đừng có diễn hài. Đúng rồi, đầu tiên vô bỏ cái đó đi. Em hát là phải hát thiệt là ngọt ngào. Em hát như một bài MV đàng hoàng hai đứa. Bấm bèo bánh thơm. Đáng lẽ là hát hay tại nó bắt tật tông nên không, em anh biết nhưng mà dạng như là em đừng có cố gắng em làm hài thì tại vì nếu em cố gắng người ta sẽ biết là à con bé này sắp bung cái gì ra. Em cho nguyên một bài nó êm đẹp từ đầu tới đuôi để người ta cảm nhận là hai đứa này nó chưa có tiếc giùm nó. Trời mất nhiều thời gian quá, vừa hát hết bài em đẩy ra nguyên một trận bão tới là nó vui liền. Mà hai đứa công nhận hồi nãy anh hết hồn mà tưởng là chỉ la như vậy thôi thì nó không vui, ai ngờ nó bò nó cào nó chà làm hư nguyên cái bến phà. Được, hai đứa dễ thương. Cái bò đó là thêm vô phải không em? Tại thấy không cười nên phải ráng bò phải không? Ờ dạ không anh, trong kịch bản là cũng có luôn. Có kế hoạch đúng không? Dạ có. Đúng rồi, phải vậy chứ. Rồi giờ sao, hai đứa nghỉ hả? Dạ không, tại vì anh nói anh chưa được 2 triệu nên giờ em đâu biết làm gì đâu. À, hai em vừa được 2 triệu đó. Chúc mừng hai em. Nó nhắc MC luôn á. Rồi giờ sao, chơi nữa không? Thôi nghỉ đi. À, chơi đi em, chơi tiếp đi. Sao cưng? Tiếp. Dạ, cho em chơi tiếp. Tiếp. Nếu tiếp thì em có cơ hội nhận 10 triệu. Nếu hai danh hài không cười thì em về tay không nhé. Dạ. Dạ em xin phép em xuống gần dưới rồi. Nói nữa. Được. Nữa. Hai người đó người nào cũng có vợ rồi nha. Cái gì? Ủa em đâu có nói gì đâu mà vợ con gì anh. Tại vì em nói rồi xuống sát gần dưới. Dạ đúng rồi, thì chỉ là em chỉ là rút ngắn thời gian thôi chứ đây xuống đó là hết mấy giây rồi. À rồi. Dạ, ảnh sao? Em thi bớt nói được chứ. Ừ, cho người ta diễn chứ. Ỷ ngồi trên cao muốn phán ai phán. Có vợ mà tưởng ai cũng bị ám ảnh giống như ai cũng như vậy. Ừ, ta có ai cua ổng đâu.
Làm gì mà rối dữ vậy? Căng cái gì mà căng, đúng không? Mà đúng không? À, rồi. Ừ, căng rồi. Cái gì? Rồi. Mà đúng không? Đúng. Thì đúng. Đó. Ừ. Thì đó. Mà căng cái gì? Thì bởi. Thì đúng không? Ừ. Nhờ em đó mà anh bị xả không thương tiếc. Em có nói gì đâu, em anh bấm đi. Hết. Ừ. Cái gì? Mà đúng không? Đúng. Mà nói cái gì? Ừ. Bây giờ có bấm không? Thì bấm đi. Ai rồi, nói cái gì? 60 giây bắt đầu. Anh Giang, anh hãy nhìn thật sâu vào đôi mắt của em và anh hãy nói cho em biết rằng tình là gì hả anh? Anh nói đi, sao anh nhìn em hoài vậy? Kêu người ta nhìn. Kêu thôi, ai kêu làm? Gì kỳ vậy, kêu cái làm hả? Dạ, anh không nói thì em nói. Tình là những chuỗi ngày mong chờ, tình là bờ bến đợi người thương, là nhớ trong vòng tay là nhớ người yêu em rộn rã, âm gian tiếng cười. Kính thưa quý vị, và đó là những mối tình không khác gì tình không như là mơ. Và bây giờ kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Võ Đông Sơn, Bạch Thu Hà. Máu đào theo lệ tuôn rơi. Được cái là hai bạn tự tin và phối hợp rất là chặt chẽ với nhau. Rất bình tĩnh. Tại vì nhiều người á, khi mà em xuống em đối diện với anh Giang một cái đoạn đó mà anh Giang mảng mặt ảnh bơ bơ là lo rồi đó. Có nghĩa là người ta sẽ bị quýu. Nhưng tụi em vẫn giữ bình tĩnh để tụi em chơi cái cú bắn cung cuối cùng. Cái đó nó thông minh. Có duyên. Mà tôi thấy cái độ mà hớ là tôi thấy có triệu chứng rồi. Ai ngồi vừa quay quăng nhỏ kia bắn luôn. Thông minh. Ủa dài thì tính ra nhiều quá hả? Không gì. Không mà hợp lý lắm, hai đứa phối hợp hợp lý lắm. Anh rất là thích tụi em. Cái hài này nó nhẹ nhàng, đáng yêu, dễ thương. Nữa không? Nữa chứ, mới 10 triệu mà. Bạn khoan cho tôi nói một cái được không? Nói đi. Chúc mừng em vừa mới được 10 triệu. Trời ơi, MC trẻ nhịp hoài. Dạ anh thông cảm, tại mới làm mùa đầu ta không có kinh nghiệm, mình thông cảm cho anh ta. Em muốn chơi nữa không em? Em ơi. Dạ có em. Em muốn thi nữa không? Em ơi, tồn vong là do ổng đó. Em muốn diễn nữa không? Đó ta... Chứ anh thấy cái nút màu đỏ nó muốn hư rồi nè. Chơi luôn hả? Hầm tao quá. Dạ em xin phép được thi tiếp ạ. Ok. Thi tiếp. 60 giây bắt đầu. Má ơi, má ơi con về nè má ơi. Ơi cái gì vậy? Dạ thưa má, con mới về. Thưa hai anh em mới về. Mới đổi hình hả? Cái bàn thờ. Năm rồi đâu phải hình này. Không mà hình này mới giống ba Lực mày nè. Ba Lực con xấu vậy hả má? Trời ơi. Con về đây con kể cho má nghe một chuyện. Chuyện gì? Con có người yêu rồi má. Hả? Có người yêu luôn hả? Dạ. Người yêu mày tên gì? Nói đừng hết hồn nha. Lực BD. Hả? Nè ai má. Cái BD con nói là không phải cái BD má nghĩ nha. Cái BD đó đó không phải là cái BD má đang nghĩ. BD gì? Tên ở nhà là Luật. Tên trong giấy chứng minh nhân dân á. Là Bửu Điện. Hả? Trời ơi. Là gọi là Luật Bửu Điện. Nhưng mà con yêu thương con triều mến kêu bằng cái BD. Hả? Vậy luôn hả? Dạ. Mà má biết sao không? Chắc sao? Là đem lại anh em về. Không vui đúng không anh? Không cười là biết rồi. Uống quá vậy? Hơi uống. Tại vì anh Vũ Điền á là em định ghẹo ảnh là giám đốc của Điền Quân. Nhưng mà có người biết và cũng sẽ có người không. Thì làm sao mà mình mang anh Vũ Điền ra mà giỡn được thì nó không phù hợp lắm. Anh hơi tiếc. Tại vì hai cái vòng đầu tụi em đang làm rất là tốt. Uống quá trời. Thật ra thì tới sân chơi này á là vui là chính. Tại vì giống như anh Giang và anh Thành cũng đã biết là tụi em xuất thân từ cải lương. Cho nên là rất là muốn được một lần đứng trên một cái sân khấu lớn, và đặc biệt là một sân khấu của Thách Thức Danh Hài, để thỏa cái niềm đam mê của mình. Không, hai đứa đó anh nói thật là tụi em có cái kỹ thuật biểu diễn. Cái tụi em cần phải điều tiết lại đó là mình phải cân nhắc là cái gì nên làm và không nên làm. Vậy thôi. Tại vì lên sân khấu không phải là cái gì mình mang ra nó cũng thú vị cả. Nó phù hợp cho một nhóm bạn thì chưa chắc nó phù hợp cho
đại đa số khán giả cả nước đó, mình phải cân nhắc cái điều đó lại. Chứ hai đứa rất là đẹp gái mà hát hay nữa, anh thấy cả hai bạn đều hát hay, mà cái hài tụi em dễ thương nhẹ nhàng, tụi em nên theo cái hướng đó nhiều hơn là cái hướng kia, cái tiệc phẩm ba vừa rồi. Bây giờ tặng anh với mọi người miếng cải lương như tụi em đã nói được không? Khoan, trong lúc hai bạn bàn luận như tôi nói một cái được không? Dạ, hai bạn không hoàn thành cuộc thi này thì hai bạn không có tiền nha. Dạ, anh ơi em đâu có cần anh nhắc chỗ này đâu, thiệt luôn á. Nhưng mà rất là cảm ơn anh, dạ. Đúng bổn phận. Bây giờ ca nè. Dạ, tại vì tụi em không có chuẩn bị trước á, cho nên chắc là em và chị sẽ mỗi người tặng hai anh Luật và mọi người hai câu giọng cổ mà mỗi người hát một câu. Rồi. Dạ. Em xin gửi đến anh Luật, anh Giang và anh Thành, và quý vị khán giả một câu giọng cổ trong bài hát trong bài tân cổ Bao giờ anh đau khổ. Bao giờ anh đau khổ hãy tìm đến với em, chút hương đời dịu ngọt qua trong mảnh thơ riêng. Đâu chỉ có mùa xuân mới vàng qua rừng rỡ, đâu chỉ riêng mặt trời xua tan đi giông tố. Bao giờ anh đau khổ hãy tìm đến với em, bao giờ anh đau khổ hãy tìm đến với em. Anh ơi đã dặn dò nhau sao lòng anh không nhớ, để buổi chia tay chỉ mình em nức nở dội bóng người đi mà lệ nhỏ đôi dòng. Anh như áng mây theo cơn gió bền bồng, gió chờ về đâu sao không về chốn cũ, để hai đứa mình còn hò hẹn bên nhau. Ôi khung trời nào vẫn đầy ấp trăng sao, mà chốn ấy anh đi không về nơi bên cũ. Thầm trách anh mà vẫn thấy thương anh, bởi giữa đời thường còn biết bao cảm bay. Rồi bạn vô câu giọng cổ luôn, vô liền luôn, 2, 3. Về thăm quê anh bên dòng sông Cái Lăng, nhìn lục bình trôi giữa ba ngã sông chiều. Đã cảm làm chi tâm sự Thúy Kiều, nhìn lục bình trôi mà lòng mình như thất lại, rồi nghĩ đời mình cũng rải đó mai đây. Sân khấu đèn màu khóc mướn thương dây, thầm ước mong có được bến đời trọn vẹn. Tới quê anh rồi em nửa sợ nửa lo, biết mẹ cha anh có thương dâu đào hát. Mai mốt á, nghe không, cái này là anh chỉ kinh nghiệm nghe, cái này nói riêng thôi. Mình lên mình biểu diễn nghe, mọi người nghe, ví dụ như không có nhạc này thì vô là phải quất ngay câu giọng cổ liền, hiểu không? Còn cái đoạn dạo đầu, cái đoạn tân nhạc bỏ nó đi. Yeah. Hiểu không? Tại vì nó mất thời gian, hiểu không? Và nó không có nhạc thì người ta không cảm được với mình nha. Rồi, hai đứa còn trẻ hát hay, sinh viên mới ra trường đúng không? Hay là còn học? Dạ, em ra đã đi làm rồi. Đó, thành thử ra là mới ra trường như vậy là tương lai tụi em còn rất là dài. Hy vọng là tụi em sẽ giữ được cái nhiệt huyết này nha, làm nghề thiệt là tốt. Chúc tụi em thành công. Dạ rồi. Dạ xin cảm ơn hai anh. Xin cảm ơn mọi người. Dạ anh Lượm về. Dạ. Chào em. Em về nha anh. Chào em.